những ngày tháng cuối năm, nhất là vào những dịp lễ lớn như là lễ tạ ơn, lễ Giáng sinh, lễ chào mừng năm mới và Tết. Nhiều người trong chúng ta sẽ có dịp đi máy bay đường dài, chẳng hạn như là đi từ Mỹ về Việt Nam hoặc là Việt Nam qua Mỹ để thăm bạn bè, gia đình và người thân trong những dịp lễ. Đa số ai ai cũng ngán ngẩm phải đi những chuyến bay đường dài, phải ngồi trên máy bay từ 12 tới 14 tiếng cộng với thời gian chờ đợi ở sân bay. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số điều sau đây các bạn có thể làm để cho chuyến bay đường dài và khi ngồi trên máy bay lâu sẽ được thoải mái hơn và dễ chịu hơn. Nghỉ ngơi một ngày trước khi lên máy bay, nếu được thì các bạn nên thu xếp hành lý trước đó vài ngày để cái ngày hôm sắp sửa lên máy bay mình được thoải mái và nếu được thì ngủ một giấc dài. Đừng mặc những quần áo quá chật, chẳng hạn như là quần jean bó sát hoặc là giày boot cao cổ, vì như thế này sẽ làm cho các bạn rất là khó chịu khi phải ngồi lâu trên máy bay. Nên mặc những quần áo rộng rãi thoáng mát để cho mình cảm thấy thư giãn và dễ chịu. Các bạn nên để những túi xách tay lên bên trên nếu mà còn chỗ. Như vậy các bạn sẽ được ngồi hoặc là nằm duỗi chân thẳng ra để được cho thoải mái.
nên tỏ ra thân thiện và lịch sự với các tiếp viên hàng không. Nên dùng chữ please khi cần nhờ họ gì và cảm ơn khi mà họ đã mang đến cho các bạn. Các bạn có thể cởi bỏ giày ra cho thoải mái và mang cái đôi dép slipper mà trên máy bay họ có đưa cho mình. Nên ăn những thức ăn dễ tiêu như là rau cải, trái cây và ăn ít thôi để cho cái bụng mình đừng có cảm thấy nặng. Nên uống nhiều nước lọc ở trong chai, tránh uống cà phê, trà hoặc là rượu vì những thứ này sẽ làm cho bạn cảm thấy khô và rất là khó ngủ và mệt mỏi. Nếu thích, bạn có thể uống một tí rượu vang trong lúc bữa ăn. Đừng uống nhiều quá, sẽ làm cho nhức đầu và buồn nôn. Nếu chưa buồn ngủ, các bạn có thể xem phim, nghe nhạc hoặc là đọc sách. Khi cảm thấy buồn ngủ, các bạn có thể hạ ghế ra đằng sau một chút, đeo mặt nạ che mắt để giấc ngủ được dễ dàng hơn. Khi ngồi lâu trên máy bay và cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể tập những động tác nho nhỏ sau đây. Mu cổ qua một bên, hoặc là tập những động tác chân đưa lên đưa xuống cổ chân. Và duỗi chân ra, xoay hai bàn chân qua một bên. Nên đánh răng sạch sẽ sau các bữa ăn. Trước khi máy bay hạ cánh, các bạn có thể rửa mặt, chải đầu, trang điểm lại cho gọn ghẽ. Travel Channel mến chúc các bạn một hành trình đi máy bay thật là nhẹ nhàng và thoải mái.